Em nghe anh ơi. Dạ. Em đang trên phòng rồi anh. Ô, cái tài không phải là cái tài khoản Zoom hôm nọ anh bảo em vào à? À vâng, đây em lại vào cái chỗ hôm nọ. Vâng.
tối chả thấy có ai rồi, xuống kia chờ xem anh đâu. Ô, lên phòng thi đi, gọi thằng nữa mình không? Đấy, gọi mày cứ vào phần của mày đi, được đi, trước đi. Tên đăng nhập à? Không phải gọi nó. Không, em ghi mật khẩu. Lên đi em ơi, xuống chờ. Em không chờ. Bấm vào đây để thi làm bài. Ủa mà tại lại trang chắc chưa mở. Chưa. Đã đến 1:30 không? À. Chắc chưa đến 1:30. Đến giờ mới mở anh lại rồi. Làm lại đi, tải lại trang đi. Nhiều việc quá chú phải báo luyện, anh em không biết không hỏi chú, chú giờ lại hỏi bác, anh không biết gì thì chết. Cái này thì không bị em ngồi gì không đạt 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 cho công ty đây à, anh em cắt lửa như nào anh công ty anh chờ đi chờ đi anh hảo gọi cho anh à, anh hảo anh cho anh đấy thế rồi, nhưng mà còn có đăng nhập quần thằng ấy thằng nào tên đăng nhập là gì, đăng nhập này rồi tên đăng nhập đây này. Nguyễn Văn Lập thì tên đăng nhập 1 2 được. Không, ở trong này nó có tên đăng nhập thì là tên đăng nhập có 2 dòng cuối cùng ấy, 1 là dòng tên đăng nhập, 2 là dòng mật khẩu. Mình không quan tâm đến chứng minh gì. Bạn là bạn mẹ 6900 26. Rồi, nó bảo mật 73 736720. Sai rồi. Giờ lại ghi lại à? Lại 121 7292 41. Anh sang rồi. Dạ. Anh kích hoạt hết cho chậm trộn rồi thi các theo hồ này cả có sơn nữa và bên phủ bài và đây rồi là cái chung cả gò sơn đối với phủ mà biết rồi đấy. Tem 2 kích hoạt chưa anh? Tem 2 á,
đâu cá một đi anh, bọn em xem kẽ có cả tép hai và động cơ đấy, cả tép hai sơn luôn, cả tép hai sơn đấy. Bình con đi đạt được chưa? Đấy, được rồi. Chưa được. Thân tôi là công an và thế này anh quyền lợi anh được để anh có thông tin cá nhân của anh, thông tin cá nhân của tôi ủy quyền hết cho nó, tôi cung cấp hết cho nó để làm việc với anh. Ủy quyền nhé, sao làm đi em, bắt đầu đi. Cái này thì sau em có được tự tôi vào đi, đăng nhập đi, đã đăng nhập được không? Đăng nhập nhưng mà anh ấy có cấp quyền là ta đi thi đâu. Ấn cho A là được. Hả? Ví dụ chọn A ấn A là được. Đúng rồi, chọn A ấn cho B được. Chọn là C được. Hai là bán được. Dạ. Ngày mai thì đi được một đợt nào rồi. Ngày mai là khi
Thank you.
câu thế cả? 30 á? Sao lại thành 31? Chọn không được rồi. Còn một câu này, câu này lạ lạ, tăng rồi giảm. Câu này nó chưa, câu này chưa chưa à. Chưa hiểu à, câu này tôi ghi đóng bài thi gọi trình.
Điểm bao nhiêu không? Câu à? Anh đã tính xong 70% là đủ. Yeah.
số. Hai bốn không đấy là trong đó đấy đăng nhập số vào đấy hồ sơ lên đấy đấy đăng nhập số vào đây đăng nhập là gì còn một câu được ai cứu anh thôi sự ai cứu của là phân hai để sang xử lý rồi rồi hỏi rồi như thế này em còn chưa phải là anh chưa làm cái gì đâu.
vào điểm lạ lắm. Hơi khó. Nó đến xong kia. 3, 7, 9, 10, 6, nhập cả mã dưới này à? 9, 5, 7. Ấn người mình đó. 907 ấy thấy 602 mày. Enter. Rồi. Bắc Ninh HTML sửa chung. Rồi, chụp lại đi. Rồi. Ấn vào bản thân chụp vào đầu ảnh. Xanh. Ấn vào bản. Hyundai Computer quên bố rồi. Sao lại có 3 cơ rồi? Không phù hợp với những cái
câu hỏi này rất dễ gì. Sao không cứu rồi? Từ đấy sao không cứu được? Sao không cứu được? Đây, 24 trên 30 này. Ô, cái là gì đấy? Đúng rồi, 24 là không? 24 là không? 24 là không? Hôn phú là 24, cũng bằng phú. Và đây anh. Chú có hỏi anh là 24 là đúng không? Không biết. 24 là vớt.
bài không hay là có kiểm tra được gì xong mình đúng bao nhiêu câu không? Câu nào chưa làm
xem lại không? Xem lại không? Sao mà nộp bài đây? Sai hết câu nào? Nó phải sớm đi. Thì nó để quên nó xuống gọi.